Vị đại biểu, quý vị khách quý, chúng tôi xin được trân trọng chào mừng toàn thể quý vị đang cùng đến với buổi tiệc bế mạc diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Horacis 2018 được tổ chức tại tỉnh Bình Dương tối ngày hôm nay. Ladies and gentlemen, welcoming all leaders and distinguished guests to closing dinner of Horacis Asia meeting 2018 in Bình Dương province tonight. Kính thưa tất cả quý vị, và mở đầu chương trình tối ngày hôm nay thì chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các vị khách quý. Về phía đại diện lãnh đạo diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Horacis, xin được trân trọng giới thiệu Mr. Brang Jugan Ritter, Chủ tịch Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Horacis. Thưa quý vị, về phía lãnh đạo tỉnh Bình Dương, xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Văn Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương. Xin được trân trọng giới thiệu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, Chairman of Bình Dương People's Committee, Mr. Trần Thanh Liêm. Xin trân trọng giới thiệu Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương, Vice Chairwoman of Bình Dương People Council, Ms. Nguyễn Thị Kim Oanh. Xin trân trọng giới thiệu Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương, Chairman of Vietnam Fatherland Front Committee of Bình Dương Province, Mr. Nguyễn Thanh Liêm. Xin trân trọng giới thiệu Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, Trưởng ban Tổ chức Sự kiện, Vice Chairman of Bình Dương People Committee, Mr. Mai Hùng Dũng. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty BKMS, Chairman of BKMS IDC, Mr. Nguyễn Văn Hùng. Thưa quý vị, và ngày hôm nay chúng tôi cũng rất vinh dự khi được đón tiếp sự hiện diện của lãnh đạo các sở ban ngành, đoàn thể, các địa phương cùng đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Dương tham dự chương trình này. Một lần nữa xin được trân trọng đón tiếp sự hiện diện của tất cả quý vị khách quý. Thank you for your attention. Kính thưa tất cả quý vị, và bây giờ đây, để chính thức mở đầu chương trình, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương sẽ lên phát biểu bế mạc. And now we would like to invite Mr. Trần Thanh Liêm, Chairman of Bình Dương People's Committee, to deliver closing speech. Please welcome. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa ông Trần Văn Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương. Kính thưa ngài Brang Ritter, Chủ tịch Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Horacis. Kính thưa tất cả quý vị khách quý. Trước tiên, thay mặt lãnh đạo tỉnh Bình Dương, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý vị đại biểu, quý diễn giả, các nhà khoa học, các chuyên gia, các lãnh đạo các doanh nghiệp trong và ngoài nước đã dành thời gian quý báu đến tham dự và có những ý kiến phát biểu quan trọng tại các hội nghị chuyên đề, góp phần cho sự thành công chung của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Horacis 2018. Kính thưa quý vị, trong hai ngày qua, với 4 phiên toàn thể và 36 phiên thảo luận, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Horacis 2018 đã mang đến cho chúng ta một cái nhìn tổng thể về những cơ hội, thách thức của châu Á trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đồng thời xác định tầm nhìn và những giải pháp khả thi nhằm thúc đẩy hệ thống thương mại đa phương mở, hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp và chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu trên các lĩnh vực kinh tế xã hội.
Có thể khẳng định rằng Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Horacis 2018 đã mở ra cơ hội thật sự cho các doanh nghiệp, các nhà quản trị, các tập đoàn kinh tế kết nối giao thương, mở rộng thị trường, trao đổi kinh nghiệm quản lý trong thời đại toàn cầu hóa và xu hướng phát triển của kinh tế thế giới, phục vụ yêu cầu mở rộng đầu tư, sản xuất kinh doanh. Cũng trong khuôn khổ chương trình, trong phiên cuối cùng của buổi tối hôm nay, chúng ta sẽ tranh thủ thời gian để thảo luận và chia sẻ một số nội dung quan trọng mang chủ đề nâng cao tầm nhìn Á Châu, một khu vực đầy tiềm năng và cơ hội phát triển. Như chúng ta biết, Châu Á hiện là khu vực khá năng động, một thị trường to lớn có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới, nơi hội tụ lực lượng lao động trẻ cần cù và chịu khó học hỏi. Đặc biệt với những nỗ lực trong cải cách gần đây về thương mại, cơ chế đầu tư, thay đổi mô hình quản lý kinh tế vĩ mô và quản trị khu vực công sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, phân bổ lại nguồn lực và tăng cường khả năng thích ứng của nền kinh tế trước những tác động tiêu cực. Từ những vấn đề nêu trên và dưới góc độ về kinh tế cũng như cơ hội phát triển, tôi đề nghị quý vị đại biểu tìm hiểu và thảo luận những nội dung như mục tiêu, động lực và định hướng phát triển bền vững của châu Á trong những thập kỷ tới, các tiềm năng, lợi thế so sánh của khu vực châu Á xét trên mối tương quan với các nền kinh tế khác, những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 lên các nền kinh tế mới nổi trong khu vực, các hệ lụy của quá trình công nghiệp hóa đối với phát triển bền vững. Thưa quý vị, chúng ta tin tưởng và hy vọng rằng qua nội dung sau cùng của diễn đàn hôm nay sẽ mang đến cho toàn thể chúng ta một cơ hội tìm hiểu và trải nghiệm thực tế về khu vực châu Á, về những nét đặc thù đất nước, con người Việt Nam nói chung và môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Bình Dương nói riêng, góp phần cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư có thêm lựa chọn mới về một địa điểm đầu tư đáng tin cậy, là cơ hội để đặt nền tảng cho sự phát triển ổn định lâu dài và thịnh vượng hơn nữa trong tương lai. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh Bình Dương, tôi xin chân thành tri ân sự hỗ trợ của Ngài Frank Ritter cùng các thành viên của Diễn đàn, Hiệp hội Quản lý Ấn Độ, Tổ chức Lãnh đạo Trẻ. Xin gửi lời cảm ơn đến các chính khách, các doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu, các diễn giả đã tích cực tham gia, đồng hành và làm nên thành công chung của diễn đàn. Sự quan tâm hỗ trợ đầy tình cảm của quý vị sẽ tạo động lực và niềm tin để Bình Dương vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục theo đuổi con đường phát triển đã lựa chọn, phấn đấu trở thành một điểm đến quan trọng của các nhà đầu tư quốc tế trong tương lai không xa. Tỉnh Bình Dương tin tưởng rằng qua sự kiện này, quý vị đại biểu, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư sẽ sớm tìm được những đối tác tiềm năng, cơ hội giao thương hiệu quả và thuận tiện. Tất cả vì một cộng đồng phát triển, hòa bình, tiến bộ và thịnh vượng. Trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, thay mặt lãnh đạo tỉnh Bình Dương, tôi xin mời quý vị khách quý, quý đại biểu cùng nâng ly chúc mừng cho thành công và vì phát triển bền vững của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Horacis trong giai đoạn mới. Xin trân trọng cảm ơn. So please have a toast together to celebrate the success of Horacis Asia meeting. Xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng nâng ly để chúc mừng cho sự thành công của Bình Dương khi tổ chức diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Horacis 2018. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Thank you so much. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa toàn thể quý vị, và bây giờ đây để cảm ơn và ghi nhận sự đóng góp vào thành công của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Horacis 2018, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Trần Văn Nam, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương sẽ lên trao quà cảm ơn
Và chúng tôi xin kính mời ông Frank-Jürgen Richter, Chủ tịch Horacis, sẽ lên sân khấu để nhận món quà này từ phía lãnh đạo tỉnh Bình Dương. Xin trân trọng kính mời. Thưa quý vị, có hai món quà mà tỉnh Bình Dương mong muốn được gửi tặng đến Chủ tịch Horacis. Món quà đầu tiên đó là một bức tranh phong cảnh Việt Nam. Một món quà hết sức ý nghĩa của tỉnh Bình Dương. Và món quà thứ hai là một món quà cũng rất đặc biệt. Đây là một sản phẩm đặc trưng của vùng đất Bình Dương, thưa quý vị. Đó chính là một chiếc bình gốm sứ được tạo nên bởi những nghệ nhân của chúng tôi. Một sản phẩm đặc trưng là tinh hoa của vùng đất và con người Bình Dương. Xin được trân trọng cảm ơn ông Trần Văn Nam. Thank you, Mr. Frank-Jürgen Richter. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Party Secretary. I will speak a little bit later again at the end of the dinner. I think you're all very hungry and the food is arriving in a second. You know, we all experienced the typhoon. And as you said before, the typhoon is also a blessing because it always opens opportunities. And many of you, ladies and gentlemen, friends, had a lot of trouble coming here, but you all made it to Benzing. And would like to call on a very dear friend of mine, Jacques Turrell, who spent 35 hours on a plane to come here to Benzing. And he just arrived for dinner. And Jacques, do you want to come to the stage for 1 second? Jacques, come for the stage for 1 second. Please. So Jacques is coming from Poland, from Warsaw. He's been to many of our Horacis meetings in the past, and a very special thank to you. 35 hours on the plane. What an achievement. Frank, I will, no typhoon and no hurricane and no earthquake will prevent to come and participate in Horacis. I'm so impressed by this amazing event and beautiful facilities of the city, and for having a Horacis here so successful to build up the Asian 21st century. Great. Your great success. Thank you very much. Jacques is also the chairman of the World Trade Center organization, and I heard you will bring World Trade Center here to Benzing. I think it's a good idea, and what I see the high standard of these facilities, this is definitely the new symbol of the new economy, technology and industry of Vietnam. And they deserve to have the World Trade Center here to put it on the global map. Great, thank you so much. Like a big applause again to you and for you. And thanks so much. Thank you very much, Dr. Richter. Thank you. Thank you so much. Thank you. Kính thưa tất cả quý vị, và bây giờ đây thì chúng tôi xin được một lần nữa gửi lời cảm ơn và sự trân trọng đến tất cả quý vị đã cùng hỗ trợ cho Bình Dương tổ chức rất là thành công Horacis 2018. Và bây giờ thì chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng tham dự buổi tiệc tối ngày hôm nay với thật nhiều niềm vui. Và xin mời tất cả quý vị cũng sẽ dành thời gian để tham dự đến cuối chương trình và chia sẻ những niềm vui này với lãnh đạo và ban tổ chức của Horacis 2018. Kính thưa tất cả quý vị, và tiếp theo chương trình hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Bernardo Correa de Barros, đại diện. Vâng ạ, kính thưa tất cả quý vị, và bây giờ đây thì chúng tôi xin được kính mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức buổi tiệc tối ngày hôm nay, và bên cạnh đó cũng sẽ được thưởng thức những giai điệu âm nhạc rất là tuyệt vời trong chương trình này. Xin mời tất cả quý vị sẽ cùng thưởng thức phần biểu diễn của ban nhạc dân tộc trong buổi tối ngày hôm nay như là một lời chào mừng và một lời cảm ơn đến sự hiện diện của tất cả quý vị trong buổi tiệc bế mạc. Xin trân trọng cảm ơn quý vị ạ.
I come from Portugal, from a city 20 minutes away from Lisbon, capital of my country, only 20 minutes away from the airport. We consider ourselves the best place to live one day or a lifetime. One day, if you are a tourist, a lifetime, if you choose Cascais to live. We are considered the Riviera of Portugal. We have the biggest GDP in Portugal. We have the highest level of education in the country. We are the safest city in the country. And let me remind you that Portugal is the third safest country in the world. In Cascais, we talk differently. We walk differently. We are different. Let me remind you that we have a territory of 90 square kilometers, a small territory in Asia terms, and with a population of 217,000 inhabitants. And our biggest neighbor is the Atlantic Ocean. We have 20% of expats in our population. We like to consider them neighbors, our neighbors. We integrate our expats, most of them CEOs that live in Cascais and at work in our capital, Lisbon. We have 14 international schools and 4 universities. We invest a lot in knowledge, and that's why we invest in Oasis conventions. We host every year the Oasis Global Meeting, and the next one will be in April, the 6th to the 9th of April in Cascais, my home city. And let me remind you, I said invest, not sponsor, Oasis Global Meeting, because we expect you, the leaders of your companies, the leaders of knowledge from your knowledge centers, to come to Cascais, to come to look with your own eyes what is composed to a best place to live. So I would like to extend an invitation to all of you to come and attend the Oasis Global Meeting next April 2019, and make sure that we'll be ready to present you the city, the places where you can invest, to present you to the right people, and to give you a governmental green line for you to invest if that's your goal. And if you want to establish your family there, we can present also a few solutions. So ladies and gentlemen, be very welcome to Cascais next year, and take you to Vietnam and Oasis conferences for hosting us in such a marvelous way. Thank you very much. Now a small video.
Vâng thưa quý vị, tràng pháo tay lớn hơn nữa chúng ta cùng dành cho những hình ảnh vừa rồi. Những hình ảnh vô cùng đẹp mắt giới thiệu về Cascais của Bồ Đào Nha, nơi sẽ diễn ra sự kiện Diễn đàn Kinh tế Châu Á năm 2019. Kính thưa tất cả quý vị, và cho đến giờ phút này đây thì sự kiện của chúng ta đã được diễn ra thành công rất là tốt đẹp. Và ngay lúc này chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu Chủ tịch Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Horacis, Mr. Frank Jürgen Richter sẽ có đôi lời phát biểu đến toàn thể quý vị. Please, Mr. Frank. Your Excellency, thank you so much again for your attention. I would like to thank my friend Bernardo Barros for presenting Cascais, a wonderful place in Portugal. People say it's the Silicon Valley of Europe. A lot of sunshine, but also a lot of business. So please join us next year at the Horacis Global Meeting, April 6th to 9th in Cascais. Bernardo, thank you. Coming back to Vietnam and Binh Thuynh province, I think it was a wonderful meeting here, and I would like to thank our co-host for the hospitality, for the friendship, and of course for the great business we can do here in Binh Thuynh province. I would like to thank the Party Secretary Nam to stand up for a second. Party Secretary Nam, if you could stand up for a second, a big applause to you. Also, the governor of Binh Thuynh and the organizing committee, Governor Lim, please stand up a second as well. Please, Governor Lim, thank you so much. And of course, our host from Bigamix Corporation, Chairman Hung. Chairman Hung, please stand up as well for a second. Chairman Hung. But it has been a whole team supporting this meeting, working for the last 12 months to make it such a big success. And would like to highlight two people. My good friend, Mr. Hai, the Managing Director of VSIP. Mr. Hai, thank you so much again for everything. And Dr. Long, where's Dr. Long? Dr. Long from Bakermax, the head of the Smart City Operation. So ladies and gentlemen, it was a very productive meeting. We had around 35 sessions over 1.5 days. A lot of food for thought, a lot of ideas about the Asian unity, about the dynamism of ASEAN countries, with Vietnam at the center, which is a new engine of growth for Asia and for the world. And I learned there have been also a lot of MOUs signed, a lot of business being produced here at the meeting. And one in particular I would like to highlight. And Madlab, would you like to stand up for a second again? Madlab comes from Bangladesh, and he signed an MOU with Bakermax. So it's now a collaboration between Bangladesh and Vietnam, which is a great achievement, I think. And many more MOUs being signed. So thank you so much, everybody. And I have to tell you, you are the stars. All of you contributed to the success of this meeting in the various discussions, starting from 7:30 in the morning until late night. So big thanks to all of you. Again, you are the stars, and you made it happen. We will soon announce the location of next year's meeting. So expect some information for me in the next couple of weeks, and we will all invite you back for the 2019 Horacis Asia meeting in a location to be announced very soon. So see you next year at Horacis, and we'll soon announce the host country of next year. Before the sweets and the coffee is arriving, just a few housekeeping notes, if I may. Tomorrow morning there's a city tour at 9 o'clock. We'll meet in front of the Bakermax Hotel, and we'll have a tour of Binh Thuynh province, visiting some of the cultural highlights of the province, but also visiting some of the industrial sites and some of the special development zones. So tomorrow morning at 9 o'clock, please enjoy the evening. Please celebrate again Binh Thuynh province, and let's all meet again very soon. Thank you so much for everybody. Thank you.
Xin được trân trọng cảm ơn. Trân trọng cảm ơn Mr. Frank Chugan Richter. Xin cảm ơn những người bạn đã cùng đồng hành với Bình Dương trong những ngày vừa qua để tạo nên sự hợp tác và tạo nên thành công cho chuỗi những sự kiện vừa qua tại Horasis 2018 được tổ chức tại Bình Dương. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều. Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau tại Diễn đàn Kinh tế Châu Á 2019 tại Caracas, Bồ Đào Nha. Và chắc chắn cũng sẽ có những thành công tốt đẹp đến với tất cả chúng ta. Xin một lần nữa trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị.